Xin chào tất cả các bạn, phóng viên Việt Báo .de đang có mặt tại trung tâm thương mại Đồng Xuân Berlin và hôm nay tại đây công ty Maika giới thiệu sản phẩm của mình. Xin chào anh Công Việt Cường là giám đốc công ty, thì anh có thể cho những độc giả của Việt Báo và những khách hàng biết được kết quả của 3 ngày giới thiệu sản phẩm ở đây. Vâng, chào chị Quỳnh Nga. Ngày hôm nay ngày cuối cùng, ngày thứ 3 xong lễ FinCEN và công ty Maika Nine Cosmetic quảng cáo sản phẩm đây, thì đến ngày hôm nay cũng rất là vui mừng là rất đông khách hàng và rất nhiều các khách hàng của công ty cũng và các bạn hàng đã đến mua ủng hộ rất nhiều và cũng kết quả rất là tốt, rất đông người và cũng được đánh giá rất cao. Xin cảm ơn anh, tôi cũng đã theo dõi và đồng hành với công ty rất nhiều năm, thì tôi cũng biết là công ty của anh là sản phẩm là 100% của Đức. Vậy anh hãy giới thiệu cho mọi người biết thêm là công ty của mình bây giờ phát triển như thế nào rồi. Dạ, công ty Maika hiện nay là phát triển rất là tốt, cũng đã tham gia rất nhiều các hội chợ trong nước Đức và cũng hội chợ quốc tế. Ngoài ra cũng mở rất nhiều các chi nhánh ở các tỉnh thành lớn ở trên nước Đức và cũng mở các bán cho các đại lý lớn ở các nước quanh châu Âu này và cũng một vài nước trong thế giới. Nói chung là phát triển đang trên cái phát triển rất là tốt. Xin cảm ơn anh rất nhiều và Quỳnh Nga cũng biết rằng là văn phòng của công ty của mình là phòng 112 Halle 1 trong trung tâm đúng không ạ? Dạ, phòng trưng bày tại Berlin này thì là tại trung tâm thương mại Đồng Xuân ở Halle 1, phòng 124. Mời quý khách hàng và những người quan tâm đến ngành nail thì có thể đến tham gia và tìm hiểu những cái sản phẩm của ngành nail tại trung tâm thương mại Đồng Xuân trong Halle 1. Vâng, xin cảm ơn anh. Và thưa mấy các quý vị, công ty Maika Nail thành lập từ năm 2008 và đã rất là phát triển. Và như anh Công Việt Cường vừa giới thiệu, công ty đã có rất nhiều các chi nhánh nhỏ tại Cộng hòa Liên bang Đức cũng như là một số nước châu Âu. Chúng ta hãy cùng đồng hành và hãy lấy sản phẩm của công ty Maika, bởi vì đây là một trong những nơi mà cung cấp sản phẩm 100% là của Đức, với tiêu chí là chất lượng đảm bảo, màu sắc đẹp và giá cả phải chăng, và đặc biệt nữa là sức khỏe. Vâng, một lần nữa cảm ơn anh Công Việt Cường và chúc cho công ty ngày càng phát triển.